Chào các em. Hôm nay em sẽ tiếp tục mở hộp cái ô đồ chơi mà Capsule Boy 2 ha. Cái dạng mà cái con của xe đẩy vào một quả cầu ha. Hôm trước anh mở mẫu số 1, mẫu số 2. Hôm nay em sẽ mở mẫu số 3. Thì đồ chơi này là của cái hãng Hyperwish này ha. Hyperwish hay cái thương hiệu Hyperwish hay là hãng là StarZ. Trong bộ series là Capsule Boy 2. Thì cái nhân vật số 3 này nó là một con cá mập. Và nó tên là Hàn Băng Mảnh Sa, là con cá mập băng giá đó. Đây là nó có màu xanh nha các em ha. Thì cái nhân vật điều khiển của nó đây là chính là cái nhân vật nữ này. Em sẽ thấy đây. Đây là năm cái nhân vật trong cái bộ phim Capsule Boy. Capsule Boy này Capsule 2 nha. Capsule Boy 1 thì sản xuất bằng bởi Linh Đông. Thì sau này chúng ta sẽ thấy là đây, chúng ta đã mở con màu đỏ, màu xanh dương, xanh lá cây là con này số 3. Cái hướng dẫn cách chơi, một cái quả cầu và cái xe đẩy vào thì nó sẽ biến hình. Đây là con cá mập ha các em ha. Và một cái điều nữa là anh đã tìm được cái chơi Capsule Boy 1 của cái nhân vật này. Đây. Nữa anh cũng sẽ mở hộp cho các em xem ha. Các em sẽ thấy đây chữ Capsule Boy đây. Capsule Boy. Đây là các em sẽ thấy logo của Linh Đông. Đây Capsule Boy, đây là Capsule Boy 1, đây là hàng của Linh Đông. Thì cái này nó ra cũng khá lâu rồi, vào năm 2016. Cái mã đây là 1312. Thì Capsule Boy 1 thì nó sẽ có một vài mẫu đồ chơi các em ha. Thì lát nữa anh sẽ mở, nó sẽ có 5 nhân vật chính và đây là một nhân vật phản diện. Chúng ta sẽ mở hộp cái con nhân vật chính hôm nay này, con cá mập mà băng giá này đi ha. Thì nó cũng giống như con hồi trước thôi. Đây, chúng ta có một cái xe, một cái quả cầu. Lần sẽ mở cho em coi ha. Đây, một quả cầu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu mổ xẻ cái con này nhé. Cái con này thì đây là cái xe, cái đế chạy ha. Chúng ta có thể đẩy lên thì anh nhìn nó có vẻ giống con màu xanh ha. Màu xanh xanh dương hôm trước ta đã mở. Ở dưới đây thì chúng ta cũng sẽ có một cái này rất là khó thấy ha. Đây theo tay logo của hãng Hyperwish, là của hãng StarZ, là cái thương hiệu Hyperwish. Bánh xe này chạy được ha. Đây là con cá mập, chúng ta có thể nhìn cận cảnh được này. Đây, cái răng nó ha, răng vẽ thế này. Đây như cái đuôi, như hai cái vây vây mà giống như cái cánh ha. Rồi anh sẽ hướng dẫn các em cái cách lắp cái con cá mập này như thế nào. Ở dưới đây thì nó có một cái đế nó nằm châm, khi mở cái này thì nó sẽ đụng vào ha, đụng nó sẽ bung này ha. Để dưới đây cái lắp này, hai đầu tiên hai cái cánh hay hai cái vây chúng ta sẽ gấp lại trước, sau đó chúng ta gấp cái đuôi ha. Cái đuôi thì cái phần đuôi màu vàng chúng ta gấp vào trong ha. Trong chúng ta đẩy vào, cuối cùng chúng ta xoay cái đầu này lại. Rồi còn cái xe này thì chúng ta sẽ gặp này lại thôi. Cái đầu này đầu 500, đầu 500 ở dưới đây chúng ta thấy đây ha. Chúng ta sẽ để cho nó lên như thế này ha. Cái hai cái đầu, sau cái đầu 500 này cùng với cái đầu của cái xe ha, đầu 500 cái xe nó hút vào thì nó sẽ biến hình. Đây, rồi nó đã biến hình. Anh thấy cũng khá là đẹp, cũng khá là tuyệt vời đấy các em ạ, khá là đẹp, rất là hay. Rồi thử lại một lần nữa ha, nó gấp lại như thế nào ha. Đây, hai cánh vào trước, hai cánh hay là hai vai vào trước, cái đuôi tiếp theo và cái này gấp lại tiếp tục là chúng ta sẽ biến hình. Rồi chúng ta làm lại một lần nữa ha. Con này nó gấp dễ hơn con màu đỏ, màu đỏ gấp hơi khó, màu xanh gấp cũng dễ. Quá đẹp.
Tiếp theo thì anh sẽ mở hộp cái con nhân vật nữ chính và chính điều khiển cái con trong Capsule Boy 2 này. Ở đây là mẫu chơi cho Capsule Boy 1 ha. Cái hộp nó ra đây ha, để xem cái này nó chơi như thế nào. Mình sẽ cắt này ra ha. Đây chúng ta có một cái thẻ bài ha, thẻ bài, một cái dạng poster giới thiệu ha. À không, đây là cái bàn hướng dẫn thi đấu ha, như thế nào đó. Ok, chúng ta cứ để đây đi, anh nữa chúng ta sẽ nghiên cứu xem nó chơi như thế nào. À, cái nhân vật chúng ta quay cận cảnh cho các em xem ha. Rồi. À, đây là giống như một quả cầu ha. Cầu này thì có cái gì không? Từ chúng ta sẽ. À, đây có nhân vật ha. Có vài vậy thôi. Cái này thì nó sẽ gắn vào đây ha, gắn vào trong cái thân robot này ha. Đây, chúng ta có một nhân vật Capsule Boy 1. Chân tay này thì nó không di chuyển được các em ha. Chỉ cái chân thì không di chuyển được. Không có khớp, có khớp. Không các em. Chân thì không di chuyển được, cái tay thì chuyển động được. À, dạng robot ha. Rồi. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu với coi cái cách hướng dẫn cách chơi như thế nào ha. Thì đây là cái tờ hướng dẫn. Thì đây là cái hình cách chơi ha. Hình cách chơi thì cái hướng dẫn này nó sẽ có một bàn thi đấu ha, nó có đứng hai vị trí thì các em sẽ nhìn thấy cái hình này, thì hai người sẽ cho hai con bắn vào, hai cái quả bóng này bắn vào nhau, bắn khi nào văng tới cái điểm số nào thì tính điểm người đấy để biết là ai nhiều điểm hơn người đó sẽ thắng. Đó là cái cách mà anh nhìn theo cái đây thì anh sẽ thấy như vậy ha. Rồi đây khi chúng ta sẽ mở cái bảng này ra, à, chúng ta sẽ thấy bảng điểm này ha. À, mà hôm nay anh chỉ có mỗi một con thôi. Thôi thì lấy một con gì chặn ở giữa đi ha. Để chúng ta bắn cái con này vào ha. Con này thì gắn vào đây rồi. Bắn thì ở đây đằng sau này chúng ta sẽ có một cái nút này ha các em ha. Em thấy cái nút không? Cái cành gạt đây ha. Khi chúng ta gạt cái này xuống thì nó sẽ bắn ra ha. Thì ví dụ như anh để đây, anh muốn bắn cái con Kung Fu Thần Quyền này ha. Ừ, anh vào cái ô 300 điểm ha. À, khá là hay. Rồi, thì chúng ta đây, gắn vào thì chúng ta sẽ có cái đuôi đây ha. Đây có một cái đuôi. Gắn vào đây. Đây có một cái chấu ra đây ha. Ta đẩy này vào ha. Đấy là nghe một tiếng cụp. Rồi, là vào. Theo như cách chơi nó còn mở cái này ra nữa các em ạ. Mở cái nắp này ra. Ta sẽ bắn. Rồi, bắn nó xíu mà. Nhưng mà vẫn không có điểm nào hết. Đây là cái con quả cầu ha, để mở ra được. Em sẽ thấy ha. Mở ra khi mà chúng ta bắn thì nó lại đóng cái nắp này lại. Ủa, anh sẽ thử ra một lần nữa. Đóng nắp lại trước đã. Rồi. Và mình sẽ bắn con này. Xỉu luôn. À, đó là cái cách chơi của cái dòng Capsule
Version 1 nó tương đối là chung khá đơn giản, chỉ là vui nhộn thôi chứ. Chúng ta phải có hai con để đợt tới anh sẽ lấy thêm một con nữa, anh sẽ chơi cho các em xem ha. Như vậy là anh đã mở hộp xong cái con đồ chơi trong cái bộ Capsule Boy 2. Hộp số 3 là con hàn băng mảnh sa hay là cá mọc băng giá. Và anh cũng đã tìm thấy các em là cái con cái nhân vật điều khiển của con cá mọc băng giá này trong cái phần 1 của Capsule Boy của hãng Linh Đông sản xuất. Cái phần 2 thì do dạng hãng StarZ với thương hiệu Hyperwish ha. Hình xét chung thì cách chơi thì nó cũng giống như hai cái con mẫu số 1, số 2 chúng ta đã mở rồi. Đây là cái mẫu đồ chơi kết hợp giữa thợ săn trứng rồng và dạng một phần nào đó của cái Supercar ha. Mẫu con cá mập thì nhìn chung là rất khá là đẹp, nó cũng khá là đẹp. Một mẫu anh thích ha. Cách lắp ráp thì cũng đơn giản. Còn cái mẫu đồ chơi Capsule Boy 1 thì đã mắc cái này khá lâu. Thì cách chơi nó cũng nói chung vì của Linh Đông trong thời kỳ đầu nó anh cảm giác nó dạng như là dạng đồ chơi mô hình nhân vật hơn, à có những cách chơi nào nó biến hình sáng tạo giống như là phần 2, nó thiên về dòng đồ chơi mô hình thôi, cách chơi nó cũng không quá phức tạp, nó thêm vào cái sự vui nhộn. Cái bộ phim hoạt hình Capsule Boy này thường là nó rất là vui nhộn các em ạ. Thì video mở hộp của anh đến đây là hết, xin chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em trong những video lần sau.